chủ hôn của họ nhà gái sẽ cùng bước lên sân khấu ra mắt cùng toàn thể quý vị. Xin được trân trọng kính mời. Duyên dáng xinh thật là xinh, bên chú rể hiền xứng lứa lại vừa đôi. Xin quý vị hãy cho một tràng pháo tay thật lớn, thật nồng nhiệt hơn nữa để chào đón chủ hôn của họ nhà gái của chúng ta đi ạ. Ô vui quá xa bà con ơi, nhà trai là hăng hái chứ bên gái kém gì đâu. Ngày xuân ta hát câu buồn lâu, ta hát khúc sầu về cho ngất ngây trời mây. Bà hai đang nói với thầy Tam, tôi tính năm mà này đó cưới luôn cho thằng A Sáu. Kính thưa toàn thể quý vị, và bây giờ không để quý vị chờ đợi lâu hơn nữa, chúng ta hãy cùng nhau hướng mắt về phía cổng hoa để đón chào đời tân giai nhân xinh đẹp nhất, hạnh phúc nhất của chúng ta trong ngày vui hôm nay, sẽ cùng nắm tay nhau bước lên lễ đài hạnh phúc. Đó chính là chú rể Huy Hùng sánh diện cùng cô dâu Mỹ Châu. Thưa quý vị, chúng ta đang chứng kiến đôi uyên ương đang tay trong tay, vai kề vai, cùng nhau bước đi trên con đường của tình yêu. Và xin quý vị hãy cho một tràng pháo tay thật lớn hơn nữa để đưa đôi uyên ương của chúng ta lên đến đài hoa hạnh phúc ngày hôm nay ạ. Kính thưa toàn thể quý vị, hiện diện trên sân khấu giờ đây, nhà gái hân hoan mừng rể quý, nhà trai hớn hở đón dâu hiền, đôi bên cha mẹ sum vầy, anh đi làm rể còn em về làm dâu. Và bây giờ xin mời cô dâu và chú rể cùng bước lên phía trước một bước, thay mặt gia đình cúi chào toàn thể quý vị. 1, 2. Sau một thời gian tìm hiểu và yêu nhau, được sự cho phép của gia đình và sự đồng thuận của chính quyền địa phương và các cấp xã tài, ngày hôm nay ngày 28 tháng 7 năm 2019, nhằm ngày 26 tháng 6 năm Kỷ Hợi, chính là ngày lành tháng tốt, gia đình chúng tôi chính thức tổ chức lễ tân hôn cho hai con chúng tôi. Kính thưa quý vị, trai lớn lên nhận vợ, gái lớn lên gả chồng, đó là quy luật tạo hóa muôn đời của loài người, và nhất là đôi trai tài gái sắc không thể nào quên được. Công đức sinh thành, công cha như núi ngất trời, nghĩa mẹ như nước ngời ngời biển đông. Và bậc làm cha làm mẹ khi sinh con ra, ai cũng mong muốn con được trưởng thành và sớm yên bề gia thất. Chính vì ý nghĩa đó, hiện diện trong ngày vui hôm nay, tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời bác Cường là vị đại diện cho họ nhà trai sẽ có đôi lời phát biểu, chia sẻ niềm vui này cùng toàn thể quý vị. Xin được trân trọng kính mời bác. Không, bây giờ kính thưa bà con hai họ cùng toàn thể quý khách, có lẽ hạnh phúc tình yêu đôi lứa đó là đề tài muôn thuở mà tạo hóa đã ban tặng cho loài người chúng ta. Hôm nay lễ tân hôn của hai con, hai cháu chúng tôi là Huy Hùng và Mỹ Châu cũng nằm trong những cái đó mà tạo hóa đã ban tặng cho. Thì suốt quá trình hai con, hai cháu chúng tôi tìm hiểu nhau, yêu nhau và hôm nay nên vợ nên chồng. Hôm nay được sự nhất trí của chính quyền địa phương và sự nhất trí cao của hai gia đình, gia đình chúng tôi đã chọn ngày lành tháng tốt để làm buổi lễ tân hôn cho hai con, hai cháu chúng tôi. Lời đầu tiên không biết nói gì hơn, tôi xin thay mặt cho gia đình nhà trai gửi đến bà con hai họ cùng toàn thể quý khách lời cảm ơn sâu sắc nhất, vì đã bớt chút thời gian vàng ngọc của mình, không ngại đường xa cách trở để đến chúc vui cho hai con, hai cháu chúng tôi. Tuy nhiên
trong buổi lễ tân hôn hôm nay cũng không thể tránh khỏi những thiếu sót. Mong bà con hai họ cùng toàn thể quý khách rộng lòng thông cảm. Và nhân buổi lễ tân hôn hôm nay, cho phép tôi xin chúc bà con hai họ cùng toàn thể quý khách lời chúc sức khỏe, lời chào hạnh phúc và thành đạt. Chúc cho buổi lễ tân hôn của hai con, hai cháu chúng tôi thành công tốt đẹp. Xin chân thành cảm ơn. Xin được trân trọng cảm ơn lời phát biểu chân thành đến từ bác Cương.